Những người khốn khổ là bộ tiểu thuyết nổi tiếng của đại văn hào Pháp Victor Hugo. Tác phẩm được viết từ năm 1829 và hoàn thành năm 1862. Jean Valjean làm nghề xén cây. Vì nghèo đói và phải giúp chị nuôi đàn cháu nhỏ nên anh đã lỡ ăn cắp một chiếc bánh mì. Anh bị bắt và bị kết án 5 năm tù khổ sai. Sau 4 lần vượt ngục không thoát, án tù tổng cộng lên đến 19 năm. Khi mãn hạn tù, Jean Valjean phải mang loại giấy thông hành màu vàng của tù khổ sai, cho nên đi đến đâu, anh cũng bị người đời nghi ngờ ruồng bỏ. Giữa lúc cùng đường, đầu óc đầy rẫy những tư tưởng hắc ám, anh may mắn gặp được giám mục Myriel, người có lòng nhân từ độ lượng, đối xử tử tế với anh và tha thứ cho anh tội ăn cắp một bộ đồ bằng bạc. Jean Valjean vô tình phạm thêm tội ác ăn cướp đồng hào của bé Javert. Tiếng khóc nức nở của cậu bé đã thức tỉnh lương tâm anh, gợi cho anh nhớ đến cuộc đời lao động nghèo khổ xưa kia của mình. Tất cả những sự kiện ấy đã tác động mạnh mẽ đến tâm hồn Jean Valjean. Anh như được lột xác và trở thành người có đạo đức cao cả. Jean Valjean mai danh ẩn tích, lấy tên là Madeleine. Ông làm giàu, mở nhà máy sản xuất hạt huyền, làm cho cả vùng được phồn vinh, cứu vớt được bao nhiêu con người không nơi ăn chốn ở. Nhờ có lòng nhân đức nên ông được nhân dân quý mến. Ông trở thành thị trưởng của một thành phố nhỏ. Trong nhà máy có chị thợ khâu Phăng Tin, vì đẻ con hoang nên bị mụ giám thị ghét bỏ và đuổi ra khỏi xưởng mà Madeleine không hề hay biết. Phăng Tin mất việc làm, phải bán tóc, bán răng và cuối cùng phải đi làm gái điếm để lấy tiền nuôi con gái là cô Z mà chị đang gửi ở nhà hai vợ chồng gã chủ quán lưu manh Thénardier. Lúc Phăng Tin gần chết, Madeleine mới thấu nỗi oan của chị và hứa chăm sóc cô Z. Jean Valjean đã ra tòa tự thú để cứu Saint-Mathieu bị bắt oan. Một lần nữa, ông vào tù. Liền sau đó, ông vượt ngục, quay về, chuộc được cô Z khỏi tay Thénardier và cùng cô bé lẩn trốn ở Paris trong 15 năm trời. Tuy vậy, ông luôn bị tên mật thám Javert rình mò, theo dõi. Khi cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở thủ đô Paris năm 1832, Jean Valjean lên chuyến lũy, đứng về phía các chiến sĩ Cộng Hòa. Cuộc chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng trên chuyến lũy vô cùng hào hùng. Bên cạnh những thanh niên như Enjolras, Marius, có những tấm gương dũng cảm tuyệt vời của cụ Mabeuf và chú bé Gavroche nghèo khổ của thủ đô Paris. Jean Valjean đã cứu sống Marius, người yêu của cô Z, và tha chết cho tên thanh tra Javert. Sau khi cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, Jean Valjean còn phải gặp nhiều đau khổ, nhưng ông vẫn luôn luôn quên mình đi vì hạnh phúc của người khác. Ông vun đắp cho tình yêu của Marius và cô Z. Cuối cùng, Jean Valjean chết trong cảnh cô đơn giữa lúc đôi thanh niên nam nữ ấy sống với nhau đầy hạnh phúc. Những người khốn khổ là bức tranh rộng lớn về cuộc sống của những người lao động nghèo khổ ở Pháp thế kỷ 19. Qua hàng loạt nhân vật, nhà văn biểu lộ tấm lòng thương yêu vô hạn đối với những nạn nhân đau khổ của xã hội. Dưới ngòi bút của ông, những con người bị xã hội vùi dập hiện ra với nhiều vẻ đẹp tâm hồn và hình thức. Nhà văn đã sử dụng phương pháp tương phản quen thuộc của chủ nghĩa lãng mạn để làm nổi bật những phẩm chất của họ. Có thể nói, những người khốn khổ là bản anh hùng ca ngợi nhân dân, là bản cáo trạng xã hội tư sản với một mạng lưới pháp luật tòa án, nhà tù, quân lính, những kẻ giàu sang, những tên lưu manh. Chính xã hội tư sản là nguyên nhân gây ra bao đau khổ trong nhân dân. Xã hội ấy hiện hình tập trung nhất trong bộ mặt gớm ghiếc và tâm hồn chai cứng của Javert. Tác phẩm nêu rõ tình yêu thương chân chính chỉ có ở những người nghèo khổ.
Hugo băn khoăn tìm biện pháp để mang lại hạnh phúc cho những người khốn khổ.